Hello xin chào các bạn nhé Thì ở đợt trước mình có xem được một cái video của anh Thắng review một con máy pha cà phê của bên Billy Jetwood này này Thì mình thấy cái tốc độ pha cà phê Vin của nó rất là nhanh luôn Nên là mình cũng hay uống cà phê nên mình muốn mua về test thử cũng như là bung cái hoàn chương những cái nội thất bên trong của cái máy này này Để xem là cái cách thức hoạt động của cái máy này như thế nào Ở đây thì những cái mẫu cà phê mà mình đã hồi nãy giờ đã pha được ra các bạn ạ Bên đây là sục sữa này, cà phê sủi bọt này và cà phê bình thường thì video này mình sẽ xem thử là cái máy này nó có đúng giống như anh thắng đã làm video hay không nhé và xem thử là cái thành quả của nó như thế nào có thực sự là có ngon hay không so với các bạn pha những cái viên cà phê truyền thống ok thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm sản phẩm này nhé đây à, ở đây là một chiếc máy pha cà phê mà mình lấy được ở trên banggood.com thì như tiêu đề anh em cũng đã xem ấy thì hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem này cũng như là bung cho quản xem cái nồi thất bên trong của chiếc máy cà phê này như thế nào con này thì full box nguyên kiện luôn các bạn ạ giá của nó thì một triệu sáu nếu như anh em nào mà ít máy giảm giá nữa thì nó sẽ giảm xuống một xíu không biết là cái máy giảm giá đợt trước mình ấy thì có còn nữa hay không nếu đang còn máy giảm giá đấy thì mình có để trong phần mô tả nhé còn có thể ít vào và mua vì con này giá chỉ khoảng tầm một triệu sáu thôi đó à, bây giờ mình sẽ khui siêu ra này cũng như là test thử cho anh em xem luôn còn cuối video thì mình sẽ bung cho quản chia mướn nhé ở đây thì uh, nguyên đai nguyên kiện nó con ạ. Đây. À cái con này là của bên uh, Big Jet Goods nha các bạn Cái rào đợt uh, tháng 6 ấy, bên Big Goods này sale rất là mạnh này, có rất là nhiều sản phẩm uh, rẻ các con ạ. Đây, mình sẽ uh, Về trọng lượng cả vào hộp thì nó nặng là 5 kg các con ạ. Con này thì nó có model là BW CMM2 của bên hãng Billy Jetwood để khui siêu ra cho bạn xem cái đã cái hàng bên hãng Billy Jetwood này thì nó cũng là nà Xiaomi -si con ạ nó cũng là một cái thương hiệu làm khá là hoàn chỉnh và đây là cái máy những cái dòng máy này thì nếu như mà các bạn mua được ở những cái đợt sale ấy, thì nó sẽ rất là rẻ như con này của mình mua ít mái giảm giá thì nó rơi khoảng tầm một triệu hai thôi rẻ hơn rất là nhiều so với mà các bạn mua mà không có sale ấy. nói chung là săn uh, săn sale thì uh, săn sale thì tất tất nhiên là rẻ rồi anh em có thời gian có thể vào băng gút mà săn nếu mà có những dịp mà có săn mái thì mình sẽ đăng lên cho anh em về tổng thể cái máy này thì nó cũng khá là nhỏ gọn trọng lượng thì cũng tương đối bên sau thì nó sẽ có một cái để nước qua này Chỗ này các bạn sẽ đổ nước sạch vào rồi đây Và tí nữa thì máy nó sẽ tự động lên lấy lên Chỗ này thì các bạn sẽ bóc ra nhé Có cái van để lấy nước ở chỗ này này Về chất liệu nhựa thì mình thấy khá là hoàn hảo các bạn ạ Nói chung là về thiết kế thì mình thấy khá là ok Vỏ máy bằng kim loại này Đấy, Trên này bằng kim loại này Đó. Cái thân này thì vẫn là bằng nhựa nhé các bạn Chỉ có là ở mấy điểm này thì người ta ốp bằng kim loại thôi Đi kèm thì sẽ có một cái phin để các bạn bỏ cà phê vào để pha này Về cà phê thì mình không dành về cà phê đâu các bạn ạ Mình chủ yếu là mình uống thôi Nói chung là cà phê pha cách pha chế này thì mình cũng không dành lắm đâu Nhưng mà mình uống thì mình có thể cảm nhận được cái vị ngon của nó Loài nào không ngon, loài nào ngon thì mình có biết nhá Còn cách pha thì mình cũng không dành về pha đâu về phần nước thì còn sẽ bỏ về phần sau này nhá Còn cái chế nước nó vào khoảng vừa khéo thôi Đừng có cao quá này Ở cái mức này là mức mát Ở chỗ này thì mình để hơi cao quá các bạn ạ Nếu như cao thì còn B thì nó bị rung lắc Và cái cái này nó sẽ bị chảy ra ngoài Đấy Để vào đây này Nước thì nó sẽ tự động chảy xuống các bạn ạ Đó ừ, Như này mình để hơi sai đây Đấy các bạn cứ để vào là nó sẽ tự động chảy xuống nhé các bạn nhớ là lấy cái đỏ đỏ chỗ này ra nhé cái như ban đầu hồi nãy mình đã lấy các bạn xem ấy rồi chỗ này sẽ có một cái khay để mà nước thừa có thể chảy xuống chỗ này và đây sẽ có một cái van để báo lúc nào mà nước trong này đầy thì còn đổ đi mấy cái này thì các bạn chắc là cũng đã xem rồi đó Bên đây thì sẽ có một cái để sụp khí này Sụp cái này sụp hơi nóng vào để sụp sữa chẳng hạn Và đây là cái Vin để pha cà phê Đầu tiên thì các bạn cứ bỏ vào đi Rồi là các bạn rửa những cái này cái đã. Xoay vào này à, Chỗ này nó sẽ có một nút Lock Và một nút uh, Insert Insert gì đây Thì mình sẽ để ở cái mức ở đầu nhé Bên trong cái máy này, này Nó sẽ có một cái G ở chỗ này Đó các bạn cứ để vào chỗ nút XS uh, này và đẩy sang lốc Khá là chặt các bạn ạ Rồi đầu tiên thì mình sẽ là Lọc Lọc qua những cái đường ống này đã Cho máy nó chảy và nó rửa những cái đường ống này Cũng như là sục khí cho nó sạch sẽ Tí nữa thì mình mới bỏ cà phê vào Hồi đấy mình có mở hộp có thiếu một cái này các bạn ạ à, chỗ này cũng có một cái vin để lọc cà phê nữa này Không biết là cái nào là chính xác nhất nhỉ nói chung là mình không dành về pha cà phê đâu, uống thì mình còn biết biết được một xíu thôi chứ còn còn cảm nhận được cái vị vị ngon của cà phê chứ còn pha thì mình cũng không biết không dành lắm các bạn ạ. đó, đầu tiên thì mình sẽ bật nguồn lên này. À, trước tiên thì mình sẽ rửa cái cốc ở bên này. đây các bạn ấn vào đây để rửa cốc này. đó, máy sẽ tự động hút nước lên và đẩy nước vào chỗ này để rửa cốc nhé. cái này thì mình vệ sinh sạch sẽ thôi cái này là pha cà phê mà ở đây thì đầu tiên mình chưa bỏ cà phê vào để mình pha cho nó sạch sẽ cả các bạn ạ bật lên là nước nó nóng luôn các bạn này chỗ này là nước nóng đấy cái van đừng cái van ở bên sau ấy các bạn nhớ để cho cân cho nhá nếu không cân là nó sẽ bị nước chảy ra ngoài đấy tiếp theo là mình sẽ sụp khí ở bên này này đây cái phần bên này là cái phần sụp hơi nóng vào À, mình sẽ ấn ở trên đây nhé để được sục cái nóng thì các bạn sẽ ấn vào chỗ này để lúc nào cái nhiệt độ nó đủ ấy là các bạn vẫn có thể xả được ra nhé đây hiện tại đây hiện tại là đủ đủ nhiệt độ đấy con này nó nó đang sục dần dần cái này nó phải đợi nóng lên thì mới sục được con ạ đấy Wow, nóng tay quá các bạn ạ Hình như sụp thế này nó vẫn ra nước hay sao các bạn ạ Nó vẫn ra một xíu nước À nó có ra nước nha các bạn Các bạn có thể xem cái khí của nó này Đấy đấy, đấy. Wow Bỏng tay luôn các bạn ạ oh, Chứng tỏ là cái nước ở trong cái máy mà các bạn chưa vệ sinh ấy Thì nó khá là bẩn Các bạn cũng có thể thấy là cái nước nếu mà các bạn chưa vệ sinh này Nhìn là khá là đục các bạn Không biết là Để mình sẽ vệ sinh lại một lần nữa nhá Xem thử là cái nước nó cũng Cũng bình như thế này hay không Đây mình sẽ xả ra một lần nữa này Nước nóng đến nỗi hơi nước bốc lên các bạn ạ Con này thì không có điều chỉnh nhiệt độ nhá Máy nó sẽ tự động mà làm nóng theo tiêu chuẩn của cà phê luôn Và các bạn sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ Nên là cái hơi nước nó bốc lên ở chỗ này các bạn này Xung quanh này này Đấy, như vậy là mình đã đủ một cốc này rồi nóng quá các bạn ạ mình lại tìm cái cốc không có quai mình sẽ tắt này nhá đấy nước sục lần thứ hai thì nó sẽ sạch sẽ hơn nên là các bạn khi mà mua về các bạn bắt buộc phải rửa qua cái máy này trước khi các bạn uống cà phê này bây giờ mình sẽ cho cà phê vào và thưởng thức xem như thế nào ở đây thì mình dùng cà phê hạt từ xay các bạn ạ đấy, cái loại hạt từ xay này dùng cái này để múc đối với cái hạt từ xay này mình thấy nó thơm hơn những cái hạt các bạn mua trên thị trường mà nó có phù da đi kèm ấy đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình thôi cái đầu này thì còn sẽ ép cà phê chỗ này cà phê mà còn ép được càng chặt thì sẽ pha ra được càng ngon đấy. cà phê từ Cà phê từ xay thì mình chỉ ép một khoảng tầm hai cái muỗng này thôi các bạn ạ. Hai muỗng này là vừa khéo thôi. Mình cũng không uống đặc quá đâu. Cà phê các bạn phải ép nhá, ép cho nó chặt vào. Cà phê các bạn ép chặt mà lấy tay chạm vào nó không bị bung ra ấy. Là các bạn là pha thì sẽ có được cái chất lượng cà phê tốt hơn. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ vào và thưởng thức thôi. 啊。Uh. Wow sao lại ra lại nhanh như thế này nhỉ bình thường à, những máy cà phê à, bình thường có bản pha pha vin ấy ngồi mà đợi uống được thì mất rất, rất rất là lâu thời gian còn cái máy này nó pha rất là nhanh các bạn ạ? để mình à, thử xem à, thêm một nước nữa nhá cho thêm một nước nữa xem thế nào ở cái nấc bên này tại vì cái máy này ban đầu mình sử dụng các bạn ạ có hai nấc này nên là mình sẽ thêm một nấc nữa để xem thử thế nào đây cái cốc đầu tiên khá là nhanh này, mình sẽ để qua một bên này. Tiếp theo là mình sẽ thử cái thứ hai nhé. Mình nghĩ là cái cốc thứ hai nó sẽ ngon hơn. À. Không phải đâu con ạ. Cái chức năng đầu tiên là pha không bọt và chức năng thứ hai là pha có bọt nhé. À đây đây đây. <laughs> cái này thì mình chưa dành về máy lắm con ạ, nên là mình phải test thử. Đây, cốc thứ hai là pha có bọt này. Cốc đầu tiên là pha không có bọt con ạ. Wow ui thế thì đầy rồi các bạn ạ, nó pha khá là chuẩn nha, mình cứ tưởng là nó đầy này, thấy nó nhảy dây hai mươi mấy dây chỗ này, đấy, đây là sự khác biệt giữa hai cốc nhá, cốc đầu tiên thì là sẽ là đánh đánh không bọt này, cốc thứ hai thì nó sẽ là đánh có có bọt để các bạn làm làm kiểu như là vé vé mấy cái hình bằng sứ ấy, đó, mình sẽ để qua một bên đây cái đá nhá, cái cốc này thì bị loáng rồi các bạn ạ cốc đầu tiên là cốc nguyên chất này nó ngon hơn. cốc thứ hai thì nó hơi bị loáng. <laughs> cái này là do mình không biết nên là mình phải test thử cho bạn xem. mình thì là mình thích uống bằng sữa đặc hơn các bạn ạ. này sữa đặc này. đổ một ít sữa đặc vào. còn ở bên cái sục khí này thì còn sẽ đánh bằng sữa tươi nhé. sữa tươi có đường hoặc là không đường cái này thì tùy. À, mình bỏ hơi ít sữa các bạn ạ. đây bên này là dùng để đánh sữa tươi nhé, cái này thì mỗi lần pha con phải chuyển chế độ này, đấy. bên đây thì mình sẽ sụp khí chỗ này để các bạn đánh sữa tươi cho nó bọt lên đấy, làm nóng sữa nhanh. Đấy. hồi nãy có một xíu chỗ này mà bây giờ nó đánh cho gần đầy cốc anh em mà kinh doanh à, đây là cái chiêu à, cách thức để làm lái này oh, wow 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 nó nó đầy được các bạn ạ nên là mình sẽ thôi nhá đây đó đây là ly sữa tươi à, có đường hồi nãy mình đã đánh cho nó bọt lên cũng như là nó đã nóng lên rồi các bạn ạ các bạn có thể à, thưởng thức những cái sữa nóng này uhm ngon phết các bạn ạ hoặc là các có thể pha vào cà phê để uống ừ, đúng thật là ngon hơn pha vin con ạ cái này là hay là do cái khẩu vị của mình uống thích kiểu như thế này nhỉ kiểu là mình cà phê mình không thích đặc lắm cũng không thích đắng lắm đâu các bạn ạ À, những người mà sành uống này sành, uh, sành uống về cà phê ấy, người ta lại thích những cái loại cà phê kiểu đắng đắng quá hoặc là gì đấy mình thì mình chỉ thích cà phê uh, pha ra và pha sữa ra uống thôi và đặc biệt là rất thích pha nhiều sữa nhé càng nhiều sữa càng ngon kiểu là béo béo hương vị của cà phê mà còn pha kiểu này ấy, mình thấy nó ngon hơn cà phê vin cà phê mà pha bằng cái từ say này của mình này đấy, cái bầu từ say này nếu mà còn pha vin thì nó không được ngon bằng như thế này đâu kiểu như là cái máy này nó có một cái lực nén nó nén được uh, hết được những tinh chất của cà phê ra ngoài cái này ấn vào chỉ mấy giây thôi nó đã đẩy được ra hết rồi đây này pha đợt nước thứ hai nó loáng luôn các bạn này đó các bạn để ý nhá cái nước đầu tiên là nó rất là đen và đặc nhá còn nước thứ hai này nó đẩy gần như là trong veo luôn ví dụ như anh em nào bảo là cái máy này nó đẩy không hết tinh chất thì đây nếu các bạn nhìn cái nước thứ hai này rất là trong veo luôn mà ở cái nước đầu tiên hồi nãy mình cho các bạn xem ấy thì nó đẩy ra được gần như là hết cái tinh chất của cà phê rồi đúng là kiểu một nước nước thứ hai là không uống được nữa các bạn ạ nói chung là chất lượng cà phê pha ra rất là ngon các bạn ạ à, mình cho các bạn xem cái bá của cái cà phê này này Đó. À, cà phê ở trên đây có một cái lọc nữa các bạn lúc nào vệ sinh ấy các bạn tháo ra để là vệ sinh nhé cà phê của mình này đã nở toe to rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn chơm ngưỡng cái nội thất bên trong của cái máy này nhé. Xem thử là bên trong cái máy này nó sử dụng những cái bộ phận như thế nào, cũng như là linh kiện ở bên trong cái máy này. ngay ừ. thôi. Hey đây là cái cấu tạo ở bên trong của cái máy này các bạn ạ. À, ở chỗ này thì nó sẽ có một cái bộ phận, Ui, chỗ này sẽ có một cái bộ phận đốt nóng trực tiếp đây luôn. nói chung là cái đường nước ra ấy, thì nó sẽ đốt nóng trực tiếp vào. và mấy cái đường ống này là để nhấn dẫn nước nóng này. cái này thì nó sẽ dẫn nước nóng qua cái đường ống nhựa này luôn các bạn ạ. xuống dưới này thì sẽ có hai cái vòi. cái vòi này thì nó sẽ được dẫn qua một cái máy bơm này. có một cái máy bơm áp lực nó sẽ hút nước lên, đẩy qua cái chỗ này, chỗ nước nóng này nó sẽ đun nóng lên này. Và chỗ này thì sẽ có một cái đường sụp khí ra ngoài Cho qua cái vòi sụp khí này Cái van điều chỉnh của nó này nhé Van này bằng cơ các bạn ạ Ở đây thì sẽ có một cái mạch nguồn này Mạch này, ô oh, cái này nó chạy trực tiếp là điện 220 luôn Nếu như anh em nào mà đi chân tiếp đất ấy Lỡ ngớ này chạm vào mấy cái này lại bị giật các bạn ạ Kết cấu của nó thì cũng tương đối là đơn giản Gồm một buồng đốt này Ở chỗ này sẽ có một cái van bằng cơ Để điều khiển cái khí ra ngoài Những cái vòi này thì sẽ chịu được nhiệt độ cao và trên đây thì sẽ có một cái mạch le để đóng ngắt cái mạch điện qua chỗ này. Cảm biến nhiệt độ chỗ này này. Và trước đây thì sẽ có những cái phím điều khiển. Bên dưới này thì sẽ không có gì đâu nhưng mà chủ yếu là đoàn này sẽ có một cái motor bơm ở chỗ này thôi. Về cái kết cấu này thì mình thấy cũng rất là đơn giản. Với cái giá tiền mà các bạn mua khoảng tầm nếu như hiện tại bây giờ các bạn mua ấy mà ít cái máy giảm giá của mình vào thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 6 triệu 6. Còn anh em nào mà căn mà canh được sa lê giống như mình mua trên một gút đợt à, tháng 6 vừa rồi thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 triệu 2. Với một cái máy mà pha cà phê mini dành cho gia đình hoặc là những cái quán nhỏ như thế này mình thấy khá là hợp lý. Cái hàng bên Billy Jetwood này, hàng này khá là nổi tiếng các bạn với cái hàng của bên hãng này thì nó cũng tương tự như Xiaomi thôi. Nhưng mà cái đồ hoàn thiện thì nếu như tính về so điểm đồ hoàn thiện với Xiaomi ấy, thì con này thì nó sẽ bị thua kém hơn một xíu thôi, khoảng 80 gì đấy. Và sau khi mình đã test thử cũng như là Tết, à, sữa này, cà phê sủi bọt này, cũng như là cà phê viên bình thường, cái này thì là cái nước thứ hai nhé, nên nó loãng như thế này. Mình thấy cái, sau khi test thử và uống thử thì mình thấy cái chất lượng pha cà phê ra nó khá là tốt. <laughs> Với cái tốc độ pha cà phê cực kỳ nhanh hoàn. các bạn bỏ vào nó rơi khoảng tầm à, 5 đến 10 giây gì đấy là nó có thể đẩy được cho bạn một ly cà phê để uống rồi. Còn bình thường mà toàn pha viên thì ngồi đợi rất là lâu. À, anh em nào đi cà phê Vin thì uh, chủ yếu là <laughs> vào những cái quán nào có những uh, em uh, ngồi kế bên thôi. Ok thì toàn bộ nó chỉ có như vậy thôi. À link mua cái này thì mình có để trong phần comment nhé, Cũng như là má giảm giá mình sưu tầm được nếu vẫn sử dụng được thì mình có để trong phần comment luôn. Còn bây giờ quản nghĩ gì về cái dòng máy này, quản cứ comment ở bên dưới video nhá. Và đừng quên là đăng ký kênh VTV cũng kênh chế đồng hồ mình nhá. Chào bạn